Kính thưa các thầy, các cô, chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy, các cô, các anh chị và toàn thể các bạn đồng nghiệp. Tôi xin phép trình bày một số những cái nét về cái xu hướng mới trong quản lý hen phế quản. Theo những cái khuyến cáo của GINA từ năm 2019 cũng như là năm 2020. Thế thì những cái thay đổi chính, những cái thay đổi mới thì bắt đầu đến từ cái GINA năm 2019 với cái thông điệp rất rõ ràng của GINA. Đấy là vì lý do an toàn thì GINA không khuyến cáo điều trị SABA đơn độc ở bệnh nhân hen vị thành niên và người trưởng thành để giảm đợt kịch phát nặng. Và bệnh nhân hen thì nên được điều trị liệu pháp chứa ICS hàng ngày theo triệu chứng. Và đến GINA năm 2020 thì tiếp tục có những cái bằng chứng ủng hộ cái khuyến cáo của GINA năm 2019. Thế thì đâu là những cái nền tảng của những cái thay đổi trong khuyến cáo của GINA năm 2019? Thì những cái nền tảng này đến từ chính cái nguy cơ của hen nhẹ. Chúng ta cứ tưởng hen nhẹ thì tất cả mọi thứ đều nhẹ. Nhưng trên thực tế thì bệnh nhân hen nhẹ có nguy cơ gặp các biến cố nghiêm trọng mà các dữ liệu đã chỉ ra là có tới 30 đến 37% người trưởng thành có cơn hen cấp. 1/3 số trường hợp chúng ta cứ nghĩ là hen nhẹ thì cái khả năng xuất hiện cơn hen cấp sẽ rất ít, nhưng mà thực tế là 30 đến 37% người trưởng thành bị hen cấp. Và có 16% bệnh nhân có hen nhẹ thì lại có cái đe dọa tính mạng, xuất hiện những cái cơn cấp có đe dọa tính mạng. Và 15 đến 20% người trưởng thành chết vì hen là đến từ những cái hen nhẹ. Thế nhưng như vậy, với những dữ liệu như thế thì cho chúng ta thấy hen nhẹ nhưng thực sự là những cái biến cố xảy ra vẫn nhiều và nặng nề. Và cái vấn đề tiếp theo nữa đây là sử dụng quá mức cái SABA thực sự là vấn đề toàn cầu. Nó không chỉ đến trong vài năm gần đây mà nó là cái mà đã tồn tại suốt hơn 50 năm qua. Thế thì đâu là cái căn nguyên của cái việc dùng SABA nhiều như vậy? Thì bắt nguồn từ khi mà hen phế quản được cho là một căn bệnh do co thắt. Co thắt thì SABA là thuốc giãn phế quản và như vậy luôn được ưu tiên sử dụng. Và bên cạnh đó thì sự hài lòng của bệnh nhân phụ thuộc vào điều trị bằng SABA được củng cố. Trong thực tế, khi mà điều trị cho các bệnh nhân thì rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta hỏi các cái thuốc điều trị của bệnh nhân đâu thì bệnh nhân chìa ra mỗi một cái hộp SABA cắt cơn thôi. Thế còn khi hỏi đến những cái thuốc khác để dự phòng cơn thì bệnh nhân nói là cái thuốc này nó không có tác dụng gì, chúng tôi dùng không thấy có cái tác dụng rõ rệt và vậy thì không dùng. Như vậy thì cái sự hài lòng của bệnh nhân rất là quan trọng, bởi vì bản thân cái SABA giúp giảm triệu chứng rất nhanh. SABA cũng được dùng tại các phòng cấp cứu. Như vậy thì bệnh nhân dùng ở nhà, đến khi mà xuất hiện cơn cấp vào viện thì cũng thấy bác sĩ dùng như vậy. Và như vậy thì bệnh nhân lại càng tin tưởng là như vậy là mình điều trị đã giống bác sĩ rồi. Và vậy nên bệnh nhân lại càng tin dùng cái SABA. Chi phí thì thấp, đúng không? Một cái hộp xịt SABA thì đâu đó 60-70 nghìn, thành ra rất là rẻ. Và truyền thông cũng luôn đề cập đến vấn đề này. Và do vậy thì bệnh nhân tin rằng thuốc cắt cơn giúp kiểm soát hen. Vì vậy họ thường không thấy cần thiết phải có những cái điều trị thêm nữa. Nhưng mà quả thật là khi bệnh nhân dùng chỉ đơn thuần cái SABA đó thì chúng ta thấy hôm nay có cơn thì ngày mai lại có cơn, tức là cơn nó lặp lại liên tục. Bên cạnh đó, cái điểm tiếp theo thế là nền viêm là trung tâm của triệu chứng và đợt kịch phát hen. Cái này chúng ta đã trong nhiều năm nay chúng ta đều biết là hen, cái cơ chế bệnh sinh của hen, trung tâm của nó đấy là viêm, cái viêm niêm mạc đường thở mãn tính. Trong đó thì chúng ta thấy là có cái viêm, có cái tăng tiết nhầy, có cái cơ trơn phì đại và co thắt. Nhưng chỉ SABA chỉ giải quyết được duy nhất một cái yếu tố, đấy là co thắt. Thế còn những cái điểm khác trong cơ chế viêm, trong cơ chế bệnh sinh của hen, đấy là viêm niêm mạc đường thở, đấy là tăng tiết nhầy, đấy là cơ trơn phì đại, thì bản thân SABA không giải quyết được cái yếu tố này. Như vậy chúng ta thấy rõ là nếu chỉ dùng SABA không thôi thì không đủ cái cơ sở trong điều trị hen. Bên cạnh những cái yếu tố nguy cơ như vậy, cơ chế bệnh sinh như vậy, thì bản thân SABA đơn trị cũng có rất nhiều những cái nguy cơ liên quan đến những cái biến cố. Đấy là sử dụng đều đặn hoặc thường xuyên SABA thì liên quan đến các tác dụng phụ. Đấy là giảm hoạt động thụ thể beta, giảm khả năng bảo vệ phế quản, tăng phản ứng quá mẫn, đường dẫn khí, giảm đáp ứng đối với thuốc giãn phế quản. Và bên cạnh đó thì dùng SABA đơn trị còn làm tăng cái phản ứng dị ứng và tăng viêm đường hô hấp thể, tăng mạch cầu hai toan. Sử dụng SABA nhiều thì có liên quan đến cái kết quả lâm sàng bất lợi. Các cái dữ liệu lâm sàng chỉ ra là nếu mà sử dụng từ 3 ống trên 5 trở lên, tức là tương đương với 1,7 nhát trên ngày, thì có liên quan đến tăng nguy cơ nhập viện cấp cứu.
Và trong trường hợp nếu sử dụng quá 12 ống trên năm thì có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong. Như vậy chúng ta thấy cả cái việc mà nếu dùng SABA thì không đầy đủ trong điều trị hen, bên cạnh đó thì nếu dùng SABA đơn trị còn liên quan tới rất nhiều những yếu tố nguy cơ bất lợi. Và do vậy thì có những cái thay đổi. Và thay đổi của GINA 2019 thì không phải chỉ bắt đầu từ 2019 mà bắt đầu từ những cái năm trước đó. Trong năm 2014 thì GINA đã xác định không có bằng chứng nào cho việc khuyến cáo không kê toa ICS cho đến khi triệu chứng xuất hiện hơn 2 lần trên tuần. Và ICS, bản thân ICS thì giúp làm giảm một nửa các cái nguy cơ kịch phát nghiêm trọng, ngay cả ở những bệnh nhân mà có triệu chứng từ 0 đến 1 lần trên tuần. Bên cạnh đó thì GINA cũng không tìm thấy cái chứng cứ ủng hộ cho khuyến cáo điều trị SABA đơn thuần ở bậc 1. Trước 2019 thì hen bậc 1, tức là chỉ dùng SABA cắt cơn khi cần, khi bệnh nhân mà có cơn thôi. Nhưng mà bằng chứng thì cũng không rõ ràng. Và phối hợp ICS formoterol trong cùng một ống hít thì có vai trò như một thuốc giảm triệu chứng cắt cơn. Trong đó thì sử dụng thuốc giãn phế quản như là một phương tiện để sử dụng kèm ICS. Bệnh nhân có cơn, bên cạnh cái việc có thuốc cắt cơn thì bây giờ lại có thêm ICS để điều trị nền viêm. Cũng rất nhanh chóng thì ở Bộ Y tế dựa trên các cái sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam thì cũng đã ra cái khuyến cáo về hướng dẫn chẩn đoán điều trị hen phế quản ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên vào tháng 4 năm 2020. Trong đó thì bao gồm các cái nội dung đến là chẩn đoán hen phế quản, khởi trị cho bệnh nhân hen, điều trị duy trì và xử trí khi hen trở nặng và đợt cấp. Thì chẩn đoán xác định hen phế quản thì vẫn dựa vào hai yếu tố chính, đấy là tiền sử có các triệu chứng hô hấp thay đổi và bằng chứng giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. Trong trường hợp nếu bệnh nhân đã dùng các cái thuốc kiểm soát hen từ trước đó thì khi đó việc chẩn đoán cần dựa vào cái thăm khám lâm sàng, hỏi tiền sử, hỏi bệnh sử tiền sử rất là tỉ mỉ, hỏi tiền sử dị ứng, tiền sử gia đình có người bị hen phế quản và đặc biệt là tìm hiểu, tìm kiếm những cái bằng chứng đáp ứng với điều trị thuốc giãn phế quản hoặc là corticoid. Có những cái trường hợp bệnh nhân đến rất nhiều những cái phòng khám, nhưng bệnh nhân ở Việt Nam thì có cái đặc thù, đây là đến phòng khám thứ nhất điều trị xong mà hết thuốc, cơn trở lại, có nghĩa là cái phòng khám đó bác sĩ đó không giỏi, tức là đi phòng khám khác. Và nếu như mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta dành thời gian tìm những cái đơn thuốc nào mà có thuốc giãn phế quản, corticoid, thấy rằng dùng cái đơn thuốc đó bệnh nhân đỡ nhiều, thì như vậy chúng ta đấy là một cái bằng chứng để hỗ trợ chúng ta trong vấn đề chẩn đoán hen phế quản. Việc đánh giá kiểm soát triệu chứng và nguy cơ tương lai thì dựa vào các cái triệu chứng ban ngày, triệu chứng thức giấc về đêm, cái nhu cầu cần dùng thuốc cắt cơn và giới hạn các cái hoạt động do hen. Đánh giá kiểm soát triệu chứng và nguy cơ tương lai thì các yếu tố nguy cơ gây đợt cấp thì bao gồm thuốc, những cái trường hợp mà không dùng ICS thì khi đó nguy cơ đợt cấp nhiều hơn. Kém tuân thủ ICS, kỹ thuật hít không đúng, sử dụng SABA nhiều thì cũng là cái là làm gia tăng cái nguy cơ xuất hiện những cái đợt cấp. Những cái trường hợp có bệnh đồng mắc như béo phì, viêm mũi mãn tính, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, các cái dị ứng thức ăn hoặc lo lắng trầm cảm thì có nguy cơ là xuất hiện những cái đợt cấp nhiều hơn. Phơi nhiễm với khói thuốc, tiếp xúc với dị nguyên, ô nhiễm không khí, các cái vấn đề nghiêm trọng về tâm lý hay đời sống kinh tế, các cái chức năng phổi chẳng hạn như FEV1 thấp thì tất cả những yếu tố đó là những yếu tố để xuất hiện những cái nguy cơ đợt cấp trong tương lai. Việc xử trí hen thì vẫn dựa trên cái vòng tròn kiểm soát hen. Trong đó chúng ta đánh giá là đánh giá để khẳng định chẩn đoán, đánh giá cái mức độ kiểm soát triệu chứng, các yếu tố nguy cơ điều chỉnh được. Và quan trọng nữa, đấy là các cái bệnh đồng mắc, rồi các kỹ thuật hít và tuân thủ điều trị của bệnh nhân, mong muốn của bệnh nhân. Sau khi chúng ta đánh giá xong thì bắt đầu kê đơn điều trị. Điều trị bệnh nhân bao gồm điều trị các yếu tố nguy cơ điều chỉnh được và các cái bệnh đồng mắc, các can thiệp không dùng thuốc, giáo dục và huấn luyện kỹ năng dùng các cái thuốc đường phun hít và cái kê đơn thuốc điều trị cho bệnh nhân. Sau khi kê đơn thuốc điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta lại ở những cái lần khám thì chúng ta đánh giá tiếp cái đáp ứng về triệu chứng đợt cấp, tác dụng phụ, chức năng hô hấp, sự hài lòng của bệnh nhân. Về khởi trị cho bệnh nhân hen phế quản thì trước khi mà khởi trị cho bệnh nhân thì chúng ta phải đánh giá về xác định chẩn đoán, kiểm soát triệu chứng, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, các bệnh đồng mắc, các kỹ thuật hít và mục tiêu và cái sự ưa chuộng của bệnh nhân. Sau đó thì căn cứ trên cái triệu chứng hiện tại để chúng ta có cái điều trị của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân triệu chứng hen dưới 2 lần trên tháng thì điều trị bậc 1. Bệnh nhân triệu chứng hen từ 2 lần trên tháng trở lên hoặc là phải dùng thuốc cắt cơn từ 2 lần trên tháng trở lên thì điều trị bậc 2. Và trong trường hợp bệnh nhân đến khám lần đầu vì đợt cấp hen hoặc triệu chứng hen nặng thì khi đó chúng ta điều trị hen bậc 4. Và đây là cái phác đồ điều trị khởi trị cho bệnh nhân hen phế quản.
Thì trong đó hen được điều trị chia làm bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 và bậc 5. Và ứng với các bậc thì có các cái triệu chứng lâm sàng ở bên trên để mô tả. Đấy. Thế và ngay từ hen bậc 1 thì đã ưu tiên sử dụng các cái liều thấp ICS formoterol khi cần. Còn cái thuốc cắt cơn khác thì SABA khi cần cho bệnh nhân đang dùng ICS hoặc là ICS LABA duy trì trong một cái bình hít riêng. Thì đây là cái điểm thay đổi lớn nhất trong cái GINA năm 2019 và GINA năm 2020 thì là khuyến cáo dùng ICS ngay từ đầu. Về tăng giảm bậc điều trị cho cái hen phế quản thì chúng ta đều thấy nếu trong trường hợp triệu chứng bệnh nhân không được kiểm soát thì chúng ta nhanh chóng là nâng cái bậc điều trị của bệnh nhân. Còn yếu tố giảm bậc là khi mà hen phế quản được kiểm soát 3 tháng, tối thiểu hen phế quản được kiểm soát 3 tháng thì khi đó chúng ta giảm bậc, trong đó thì nguyên tắc chung đấy là giảm xuống cái bậc liền kề. Và mỗi lần giảm thì thông thường là giảm 50% liều ICS. Những điểm lưu ý trong cái quản lý hen phế quản đấy là không khuyến cáo SABA đơn trị trong điều trị hen. Nếu như dùng SABA thì khi đó chúng ta phải dùng kèm ICS. Không ngừng điều trị khi bệnh nhân có kiểm soát tốt mà chuyển sang cái liều hiệu quả tối thiểu. Về đợt cấp của hen phế quản thì đợt cấp hen phế quản là sự xuất hiện nặng lên của các triệu chứng khó thở, ho, khò khè, nặng ngực và giảm chức năng thông khí phổi. Đợt cấp có thể xảy ra ở bệnh nhân đã được chẩn đoán hen phế quản hoặc đôi khi như là biểu hiện đầu tiên của các cái trường hợp mà hen phế quản. Xử trí đợt cấp thì bao gồm có tự xử trí tại nhà theo bản kế hoạch hành động hen, tại đơn vị chăm sóc ban đầu và tại khoa cấp cứu. Và trong xử trí đợt cấp thì bao gồm có thở oxy để duy trì cái SpO2 từ 93 đến 95%, các cái thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh ưu tiên dùng, tăng liều và số lần dùng SABA. Corticoid đường toàn thân thì liều là 1 mg prednisone và thời gian dùng là 5 đến 7 ngày. Corticoid đường phun hít thì liều là 2 đến 4 mg trên ngày khí dung đối với người lớn và 1 đến 2 mg trên ngày đối với trẻ em. Thuốc kiểm soát thì nên tăng liều trong 2 đến 4 tuần và dùng kháng sinh chỉ dùng nếu căn nguyên đợt cấp là do nhiễm khuẩn. Thì đây là ngoài ra thì chúng ta có thể có cái SABA đường toàn thân, có thể truyền tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da, SAMA cho những cái đợt cấp trung bình đến nặng. Không nên dùng xanthin do cái hiệu quả kém và khả năng ngộ độc. Magie sulfat thì không được đề nghị sử dụng thường quy trong cái đợt cấp hen phế quản. Chống chỉ định dùng thuốc an thần. Và trong trường hợp bệnh nhân nếu có suy hô hấp thì có thể sử dụng cái thở máy không xâm nhập. Như vậy thì một số cái thay đổi lớn trong khuyến cáo thì nên là ICS luôn hiện diện trong liệu pháp điều trị hen phế quản, không khuyến cáo SABA đơn trị trong điều trị hen và không ngừng điều trị khi bệnh nhân kiểm soát tốt mà chuyển sang cái liều hiệu quả tối thiểu và cái liệu pháp ICS formoterol khi cần giúp giảm triệu chứng và dự phòng cơn trong cùng một bình hít. Thì đấy là cái mà rất tốt trong cái sử dụng điều trị hen. Một số những cái điều trị khác đấy là cái tăng cường giáo dục cho bệnh nhân và cái thông điệp đấy là mỗi bệnh nhân thì là thầy thuốc của chính mình. Về cái thay đổi lối sống thì bao gồm có cai thuốc lá, chế độ ăn phù hợp, tránh ô nhiễm không khí trong nhà, tránh ô nhiễm không khí ngoài nhà và đối phó với những cái cảm xúc, tránh các yếu tố nguy cơ. Thế nên là hình ảnh các cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta luôn luôn thường phải tư vấn cho tất cả các bệnh nhân ở tất cả các cái lần khám và khuyến cáo là có cái bản kế hoạch hành động hen cho từng cái trường hợp cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô, các anh chị và toàn thể các bạn. Vâng.